Kính thưa quý vị ân nhân, mỗi người chúng ta lúc sinh ra không ai lựa chọn được vận mệnh của mình. Nếu may mắn, chúng ta được sung túc về mặt vật chất lẫn tinh thần. Nhưng nếu chẳng may, chúng ta sinh ra bị bệnh hiểm nghèo hoặc trong gia đình khó khăn, thì chúng ta chỉ mong được ai đó chia sẻ hay giúp đỡ cho mình, trong tâm tình muốn chia sẻ khổ đau với họ. Hội Mẹ Maria do cha Patrick Philbin, một người nay mặc dù đã ngoài 80 tuổi, cha vẫn luôn âm thầm giúp đỡ rất nhiều những mảnh đời khổ hạnh theo cách riêng của mình ở Việt Nam. Với mái tóc đã bạc trắng và nụ cười thân thiện, mọi người ở Việt Nam thường gọi cha với những cái tên thật dí dỏm và dễ thương, nhưng lại hàm chứa một sự kính trọng. Ông Tiên thân thiện, ông Tiên vui vẻ. Trong suốt 20 năm qua, cha đã không ngại đường xa và những thử thách sức khỏe của mình, mà cha đã thực hiện nhiều dự án từ thiện trên những vùng miền khác nhau. Các dự án gồm có chương trình nước sạch, xây nhà tình thương, thăm và giúp đỡ nhu yếu phẩm cho các mái ấm như khiếm thị, câm điếc, trẻ em mồ côi, người già neo đơn, sinh viên nghèo hiếu học. Ngoài ra, cha còn thăm và giúp đỡ cho các trại cùi. Bên cạnh đó, cha thường xuyên hỗ trợ cho các đoàn bác sĩ thiện nguyện để họ đi tới khám và phát thuốc, phát quà cho các hộ gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa, khắp các tỉnh thành. Và cha cũng giúp viện phí cho các bệnh nhân nghèo được phẫu thuật và điều trị trong các trường hợp nguy cấp như là mổ bíu, mổ mắt hoặc mổ tim. Có những gia đình không đủ thu nhập để nuôi con và sinh sống thì cha giúp đỡ tiền hàng tháng cho họ. Bây giờ, mặc dầu cha bị bệnh phải chạy thận thường xuyên và vì dịch bệnh chưa thể về lại Việt Nam, nhưng cha vẫn đang âm thầm tiếp tục những dự án trên bằng cách giữ liên lạc và gửi tiền cho các sơ, các cha và những ai cần sự giúp đỡ.